đưa tang vô tới lò thiêu ấy, thì mình sẽ đưa tang ba vòng lò thiêu xung quanh ba vòng ha, đúng rồi. Xung quanh ba vòng lò thiêu tới vòng thứ ba, đủ ba vòng mới đem quan tài để lên trên này, mới đem quan tài để lên trên này. Phần củi á thì không có ông, có lúc trước có ông cụ, có ông cụ quả, nhưng mà xảy ra một số tai nạn nhỏ, có nghĩa là ông đang thiêu nhưng mà thường thường mình dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại chùa Công Bông Khôn Ten của người Khmer. Và hôm nay đến đây thì trước đây thì Bùi Hồ có quay về một cái người em của anh cò mất thì hỏa táng cô bác quý anh chị. Thì hôm nay Bùi Hồ muốn đến đây, nhờ anh cò dẫn đến đây và để mà có thể tìm hiểu thêm một số tục hỏa táng của người Khmer, cũng như là đi theo những người mà tu theo trường phái Nam Tông là như thế nào. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để cùng tìm hiểu vị sư để có thể biết thêm về tục hỏa táng của người Khmer nha. Chào sư. Dạ chào, chào tất cả quý vị. Dạ. Chào quý Phật tử đã theo dõi kênh YouTube của Bùi Hồ hả? Dạ. Dạ. Thứ nhất đầu tiên là kính chúc quý Phật tử luôn an tâm được làm. Và giống như là vừa được giới thiệu là để theo dõi và tìm hiểu về hệ phái Nam Tông Khmer trong Phật giáo và phong tục của người dân Khmer ở đây. Như sao là trong tất cả các hiệp, trong Phật giáo thì nó chia thành bốn hệ phái. Thứ nhất là hệ phái Nam Tông, có gồm có Kinh và Khmer. Thứ hai hệ phái Bắc Tông. Thứ ba Khất Sĩ. Thứ tư và hệ phái Hòa Hảo. Yeah. Còn trong phong tục giống như là lễ hay là phong tục của người dân Khmer, đầu tiên trước tiên là nói về phong tục lễ tang của người dân Khmer là thường thường nó trong Phật giáo là phong tục để thiêu tang hoặc là thế nào đó, thì nó gồm có bốn phương pháp để thực hành. Thứ nhất là trôi theo sông, thứ hai là mình gọi để dễ nói là dễ quý Phật tử hiểu là bỏ chung rừng, còn thứ ba là chôn dưới đất, và thứ tư thì mình có thể là thiêu trong lò tang. Cho nên người dân Khmer thường thường là ở đây thì thường thường theo Khmer thì người Khmer thường là thiêu nhiều. Còn thiêu. Ở Ấn Độ thì dạ. Trôi theo sông nhiều hả sư? Dạ, còn Ấn Độ thì hiện tại Ấn Độ vẫn còn là trôi theo sông. Dạ. Dạ. Còn người Kinh thì thường là chôn dưới đất. Dạ. Còn cái phương pháp thứ tư á là phương pháp bỏ chôn rừng thì hầu như là tới hiện tại bây giờ là không còn nữa. Hầu như tới hiện tại bây giờ là không còn nữa. Đó là sau khi người mất bỏ xác thì bốn cái phương pháp đó hả sư? Dạ, trong bốn phương pháp đó mình làm phương pháp nào cũng đều được. Vậy thì ở chùa mình thì hiện nay vẫn thiêu ha? Dạ, chùa vẫn thiêu. Dạ. Bây giờ lò đâu sư? Dạ, lò thiêu. Lò thiêu bây giờ là lò thiêu này mới xây cách đây mấy năm thôi. Do nhà nước ta xây cho ấy. Còn lò thiêu trước thì ở đây, ở đâu? Cái nền cũ, lò thiêu nền cũ của nó hả? Dạ, cái đống đá còn á. Dạ. Cái đó là lò thiêu cũ, tại vì nó sử dụng nhiều năm quá, nó bị hư hỏng. Sư cho con hỏi là việc thiêu đó, đối với người Khmer thì việc thiêu đó có tốn kém chi phí cho người dân không? Dạ, không, việc thiêu không tốn kém chi phí, tại vì nếu mà ví dụ đi, cái này mình không có bắt buộc, mình không có ép buộc. Tại vì ví dụ giống như là gia đình nào người ta khá giả, người ta có củi có gì thì người ta tự đem vô. Dạ. Và thiêu thôi, có người dự lò thiêu, có người để thiêu á. Dạ. Thay thế mình thiêu.
Còn nếu mà giống như là gia đình nào không có khá giả nghèo á, ôi chó quá, dạ, không sao, không sao, không sao, bình thường đi. Gia đình nào người ta nghèo ấy thì chùa sẽ sẵn sàng có củi cái gì để cho gia đình đó họ thiêu. Dạ. Giống như là đống củi này là do mấy đám tang trước á, người ta vô người ta thiêu xong còn dư củi á thì người ta bỏ ở đây, tới chừng đưa tang vô sau, nếu mà tang đó cần thì cứ sẵn sàng lấy. Vậy là củi này là do gia đình người ta thiêu, người ta để lại hả? Đúng rồi. Là củi. Người nào mà hộ nào nghèo thì chỉ việc đem củi vô thôi. Dạ. Chứ không có bắt buộc là phải có kinh phí. Còn cái kinh phí thì giống như là người ta sẵn sàng giữ lò thiêu, vệ sinh lò thiêu á, người ta thiêu á, thì cái đó là mình chỉ là do tiền nộp thuê thôi, 100-200 hoặc 300-400 thôi. Còn về cúng dường á, nếu mà người gia đình nào giàu thì cúng dường cho chùa để xây dựng là 100-200 cũng được, nó tùy theo tâm, tùy theo mỗi người, tùy theo gia đình. Nó không có bắt buộc, không có bắt buộc là thiêu một đám tang là phải hết chi phí bao nhiêu, không có. Cái này là mình từ thiện thôi, nó là mình từ thiện thôi. Còn bên Việt, nếu mà Việt cũng là có nhiều số hộ Việt, nhiều số hộ gia đình Việt á, dạng như là không có đất, không có gì á, thì người ta cũng xin vô, đem vô đây thiêu, dạng là cho thiêu bình thường, cũng có củi, cũng có gì. Nước thì từ xài từ trong chùa ra luôn nước, để mình rửa cho cốt á. Rửa tro cốt? Dạ, yeah. Để mình rửa. Bên đây là rửa tro cốt hả? Đúng rồi. Bên này là xài, xài từ trong đó, tại vì lúc trước á, thấy Phật tử khổ lúc trước là có, nó có giếng ở đây. Nó có giếng ở đây thì mình móc có nhiều cây giếng của người ta. Mình móc về người ta dạng như là trồng mấy hoa hỏa thì thường thường người ta nói là sợ á. Cái này mình móc rửa trò cốt gì này nọ sợ nó làm ư á, cái si mê của người ta thôi. Cho nên để tránh cái sự đó, mấy sư làm cái hồ này, lấy nước từ trong đó ra, từ cái nước trong chùa ra để cho quý Phật tử người ta xài bình thường đó, để tiện á, để tiện cho quý Phật tử. Sư có thể giới thiệu về cái cách thức, cái quy trình cũng như cái lò thiêu đó, và ai quản cái lò thiêu này, ai canh lửa nè, lò thiêu như thế nào ạ sư? Cái quy trình ha, nó thường thường là theo phong tục của người Khmer, thì trước khi mình đưa tang vô tới lò thiêu ấy thì mình sẽ đưa tang ba vòng lò thiêu xung quanh, ba vòng lò thiêu, đúng rồi, xung quanh ba vòng lò thiêu, tới vòng thứ ba đủ ba vòng mới đem quan tài để lên trên này, mới đem quan tài để lên trên này. Còn củi á thì người ta có để vô trước, thiêu bằng củi hả sư? Thiêu bằng củi, cái này là thiêu bằng củi. Bụi vậy. Nè, việc này là sư quản luôn hả? Không có, ông có lúc trước có ông cụ quản, nhưng mà xảy ra một số tai nạn nhỏ, có nghĩa là ông đang thiêu, nhưng mà thường thường mình thiêu bằng dầu đốt á. Dạ. Mình thiêu bằng dầu đốt, nhưng mà tới đám tang đó thì con cháu người ta không biết á, người ta đi mua xăng qua, tới ổng thiêu thì nó bốc cháy á. Cháy từ cái hai cánh tay đi từ thân xuống, nên ổng nghĩ thì tạm thời là sư quản, tạm thời là cho mấy sư quản, sư nào biết á thì phụ thôi. Tới củi thì người ta để cái xe ở đằng kia, đẩy vô trước. Xe đẩy từ hướng bên kia, dạ. Ở bên đây sư? Bên kia, hướng bên kia trước. Còn bên đây là xe này là để quan tài lên. Để quan tài, dạ, lên mới thịnh bốn vị chư sư cầu siêu xong xuôi mới đẩy vô. Dạ, cầu siêu xong xuôi mới đẩy vô, mới chấm lửa, chấm gì. Đó. Đó là quy trình hòa tang của đám tang của người Khmer. Dạ. Và việc mà thiêu thì sư có ước lượng được lượng lửa và cũng như thời gian bao lâu không? Cái này là nó tùy theo người thôi.
Tùy theo cái sát á, nhiều khi á mình thường thường mình nghĩ là thường là nhỏ nó sẽ mau hơn, đúng không? Người nhỏ con nó sẽ mau hơn, nhưng không, nếu mà người mập thì sẽ mau hơn, nó có mỡ nó dễ cháy hơn. Còn nếu mà người ốm á, người nhỏ thì nó hơi khó. Cũng là có đám tang thì ví dụ đi, mình ví dụ là một người đi có thể hòa thiêu trong một tiếng, nhưng mà nhầm người thì lên tiếng gửi hai tiếng cái gì đó, nhầm người thì hơn hai tiếng trở lên cũng có. Là cái việc đó thì ai canh lửa xin? Dạ có chú kia canh, có nghĩa là toàn bộ ở đây người canh lửa, người có nghĩa mình gọi là người quản á, người quản cái lò thiêu á, thì họ sẽ canh lửa, họ sẽ thiêu cho mình, họ sẽ sắp xếp củi cho mình. Mình là nếu mà người nhà đám tang qua chỉ là đưa tang qua xong rồi đẩy vô thôi, làm để cầu siêu xong là đẩy vô thôi, còn mọi việc là chú quản lý ở đây lo hết. Rồi xong xuôi ổng quét dọn than củi về, ổng quét dọn sắp xếp lại. Sau khi thiêu thì phần tro cốt thì lấy từ đâu sư? Ga hướng này. Dạ, ga hướng này. Cái bằng này là gì đây sư? Cái lỗ này. Cái này để thông gió thôi. À, dạ. Cái này là cái lỗ này cho nó có lỗ. Oxy hay sư? Dạ đúng rồi. Còn cái này trong quá trình mình thiêu mình có thể nhìn, có thể nhìn lửa bên trong ấy. Dạ. Dạ. Còn cái này mình có thể là thêm củi thêm gì là cái đường này. Dạ. Nhỏ và kéo cái xe này ra. Trò cốt để ở trên này. À, sau khi thiêu thì trò cốt sẽ nằm ở trên đây. Đúng rồi. Có nghĩa là củi là mình sắp xếp lên tới đây. Dạ. Lên tới đây xong chạy vô, kéo vô, kéo vô tới chừng thiêu xong cái củi á, cái trò cốt nó sẽ rớt xuống đây. Mới dạ. Mình kéo nó ra. Dạ. Vậy là đi 3 vòng xong rồi đẩy vô thiêu. Thiêu xong rồi đẩy ra. Đi 3 vòng xong mới đẩy lên trên cái xe hồi nãy. Dạ. Lên cái xe hồi nãy mới thỉnh các sư cầu siêu. Cầu siêu xong hết mới đẩy xe vô. Còn cái này là người ta xếp củi xong là người ta đẩy vô trước nè. Cái chừng thiêu xong mới người ta kéo ra. Dạ. Cho nên nó trò cốt nó sẽ không gớt ở ngoài á, nó chỉ là gớt trên này thôi. Dạ. Gớt cái trò cốt trên này mới người ta đổ ra. Ổ gà đây người ta để cho nó khô đi á, không có nóng nữa mới người ta lụng cái trò cốt á. Cái đó là việc đó là người nhà hay là sư làm? Là người nhà thôi. Người nhà làm thôi. Người nhà thì chỉ là để canh tới lụng trò cốt thôi, còn tất cả mọi việc đẩy xe vô, đẩy xe ra, canh lửa này nọ thì chú quản lý ở đây không lo hết. Có nghĩa là có người lo từ A tới Z. Mình người lo từ A tới Z cho mình. Đó, là bên Khmer anh vậy. Chứ không có người nhà người ta phải làm. Nhiều khi á, mình không biết á, người nhà người ta không biết á, không biết cách làm nó sẽ nguy hiểm. Cách làm nó sẽ nguy hiểm, giống như là sư nói hồi nãy á. Cái ông cụ kia thì dạ. Người nhà không biết mua xăng về đốt có thấy tội nó không? Dạ. Không đó. Đó là quy trình này. Cái này cùng mới xây lên thôi, cùng mới làm thôi. Nhà, do nhà nước người ta làm tặng. Dạ. Ta làm cho. Thường là mỗi người mỗi khác nhau sư. Thì trong Phật giáo á, thì có một cái những cái câu đó nè. Khi cốt của người nam á thì sẽ là màu trắng, còn cốt của người nữ là màu đen, hơi đục đen hơn có sư? Dạ không có. Không có. Không có như thế. Cốt màu trắng với màu đen là cái đó là tùy theo mình, dạng như là mình thiêu thôi. Nếu mà lửa mình quá cao thiêu đi nó cũng là sẽ đen thôi. Dạ. Đúng không? Nó khét á. À. Nó sẽ đen thôi. Còn cốt trắng đen là cái đó là tùy theo mình thiêu. Dạ. Dạ tùy theo mình thiêu thôi. Lúc trước thì thường thường là cho vô cái đường trước. Dạ. Cho vô cái đường trước, nhưng do nhiều khi là chùa, trong dịp lễ của chùa á, là Phật tử người ta qua đông quá, tới chừng đưa thang vô nó hơi khó. Nó hơi khó cho nên bây giờ mở thêm cái đường ở sau này. Cái đường sau này do gia đình Phật tử cúng dường đất, cúng dường đất để làm cái đường ra. Dạ. Đây. Sau này đi đường hậu ngoài. Dạ, sau hậu đi chùa. Đường phụ. Mình đi cái đường phụ. Dạ. Còn cái xung quanh này là xung quanh sau này là có thể gọi là nghĩa địa. Dạ. Còn là mộ của người Việt thôi. Dạ.
Vậy thì mỗi một lần thiêu thì cái chi phí là củi là từ nhà chùa hết, hỗ trợ hết hay sư ha? Dạ. Hoặc là từ người thân. Dạ. À, sư. Giống... Dạ. Do chùa cũng là cây cối nhiều, thật sự cũng là cây cối nhiều cho nên nhiều khi thiêu thì cho người ta, cho con cháu người ta qua chặt, dạ. Chặt bớt á. Dạ. Sư cho con hỏi thêm là cái việc mà như thế này nè, thì có những câu chuyện tâm linh nào không sư ha? Dạ. Câu chuyện tâm linh hả? Ừ. Câu chuyện tâm linh là do mình si mê thôi. Si mê. Mê tín á. Dạ. Mê tín á. Chứ thật sự nó không có gì đâu. Thường thường người ta nói á là chùa Khmer là ma nhiều lắm, đúng không? Ừ. Chùa Khmer ma nhiều lắm nhưng mà thật sự không có. Dạ. Không có. Tuy là đám tang của ai cũng đem vô chùa, đám tang của ai cũng đem vô chùa nhưng mà thật sự không có. Dạ. Tại vì nếu mà mình hiểu về Phật Pháp nhiều á thì mình sẽ tin là mình theo đạo thì mình sẽ tin vào đạo. Chứ thường cũng có người nói là ở trên đời này có ma, rồi trong chùa là ma nhiều lắm, thế này thế kia nhưng mà thật sự không có. Chứ thường á, mọi người á, khi mà mất đi thì sẽ đi đầu thai liền. Mất đi trong lúc này là sẽ đi đầu thai liền. Theo cái nghiệp với cái phước mà người đó tạo. Nếu mà phước nhiều thì đầu thai vào nơi tốt. Còn nếu mà nghiệp nhiều nặng á, thì đi chịu cái nghiệp đó. Đi chịu tội cái nghiệp đó. Nó sẽ đi mất là không có ma nữa. Dạ. Dạ. Còn cái chuyện tâm linh á, cái đó là nó nhiều lắm. Tóm lại nó nhiều lắm do cái mê tín dự đoán của mọi người á. Dạ. Đó. Như vậy thôi. Không có gì. À, qua hôm nay thì qua đây được sư chia sẻ tường tận về cái quy trình bỏ xác sau khi bỏ xác của về Phật giáo. Dạ. Thì có bốn cái quy trình. Đúng rồi. Con hiểu được có bốn quy trình. Ở bốn cái cách. Bốn cái cách. Cách đó là thủy, bỏ trôi sông, bỏ dạ. Trên gừng, thiêu và chôn. Đúng rồi. Và đây là một trong cái cách mà sư sư chia sẻ về cái cách hỏa thiêu của người Khmer. Đúng rồi. Dạ. Sư thì đối với người Khmer thì họ mất xong thì có hoàn lại không hay là mất xong đem vô lò thiêu liền? Dạ có làm lễ ở trong nhà, trong gia đình xong rồi có lễ thì nhầm gia đình, nếu mà người ta nghèo, người ta không có gia đình họ nghèo á thì làm một đêm thôi. Để thứ nhất để cho quý sư thịnh quý sư đi tụng kinh ban đêm rồi sáng mới đem ra. Còn gia đình nào khá giả thì người ta làm 2 đêm hoặc là 3 đêm, nó tùy theo. À, một việc nữa là sư, đối với người Khmer là con có nghe được cái câu chuyện nữa là sau khi mất thì có những cái nơi mà chôn á thì sau thời gian bao nhiêu năm thì mình sẽ lấy lên để mình đào lên để thiêu, có không sư? Dạ có. Cho là... người Khmer thường thường là thời trước á thì người ta sẽ chôn trước khoảng là 10 đến 15-20 năm gì đó mới người ta đào lên rồi đem cái trò cốt đó đi thiêu thêm một lần nữa, đi thiêu thêm một lần nữa mới lấy 1-2 cục trò cốt để trong lò, cái lò mình để trong cái lò tượng trưng gì đó. Dạ, cái đó cũng có, giống như là mấy cái mộ trong chùa đang có trong chùa bên lò thiêu cũ á, bên lò thiêu cũ đang có trong chùa thì mấy cái mộ đó sau này người ta sẽ đào lên rồi người ta sẽ đem đi thiêu. Còn thời buổi bây giờ là trong chùa đang xây dựng mấy cái tháp á, để thờ cái trò cốt của quý Phật tử á, cái đó là đang xây dựng cái đó cho nên sau này sẽ không có việc mà chôn trong chùa nữa, mình đem vô thiêu. Nếu mà thiêu xong mình không có đem trò cốt đó về thì sẽ gửi mấy sư để trong cái tháp. Dạ. Thôi. Tới Tết Chôn Năm của người dân tộc Khmer thì con cháu người ta ở xa thì người ta lợi một năm vậy đó, người ta lợi thì cầu siêu, ngày cuối cùng thì mượn thịnh với sư cầu siêu xong mới đem vô cho tháp đó, cắt trong tháp nữa vậy đó. Ở Khmer mình thì có việc đám giỗ không sư? Có đám giỗ. Đám giỗ gọi là đám phước không sư? Dạ, đám giỗ là đám phước, là nó gọi chung. Đám phước thì nó gọi chung, phước thì nó gọi chung. Tại vì mọi điều tốt là nó gọi là phước hết. Dạ. Dạ. Còn đám giỗ thì thường thường á, Khmer là trước khi mất, nếu mà trẻ người ta làm một tuần. Và nếu mà người già thì người ta làm 9 ngày.
đó. Làm 9 ngày xong mới tới 100 ngày. Dạ. 100 ngày xong mới tới 1 năm, tới hàng năm luôn á. Dạ. Dạ, đám dạ. À, sư, đối với em của anh, đối với thấy em của anh Cò đó là về cái phần cốt á, là để ở nhà, thì có khi để ở chùa hay là để nhà là cái việc đó là như thế nào hay sư ha? Dạ, nhiều khi để ở nhà thì cũng được, mà đem để trong chùa cũng được. Tại vì nhiều khi á, con cháu người ta cứ dạng như là người ta tin vào cái sự gì, tâm linh đấy, tâm linh ở gia đình á. Dạ. Người ta, nếu mà người ta đi làm ăn xa, người ta sợ là để ở nhà không có ai lo. Dạ. Không có ai chùi lao người quan tâm gì đó, không có ai lo, cho nên đem vô chùa. Dạ. Đem vô chùa để trong chùa. Tại vì trong chùa mấy sư là thường thường có bây giờ là đang xây tháp, khi nào xây xong mới đem cái mấy trò cốt đó đem để vô trong tháp. Dạ. Dạ. Còn bây giờ là đang để trong tủ, có tủ á, để trong tủ, để trong tủ rồi đóng cửa tủ lại, không cho bụi coi gì nó bay vô á, nó bám vào á. Đó. Là nếu mà để trong chùa thì có mấy sư lo thì vệ sinh này nọ, còn nếu mà để ở nhà khi mình làm đi làm ăn xa, thường thường là dân Phật tử ở đây là thường là đi Bình Dương nhiều, cho nên nhiều khi ấy, hộ gia đình có nhầm số hộ gia đình là đi hết một nguyên gia đình, cho nên để ở nhà không có ai lo, không có ai lo, không có ai quan tâm, cho nên đem vô chùa để ở chùa. Dạng như người ta nói là để ở chùa đi, để cho cha mẹ nghe kinh, nghe kinh, nghe các sư tụng kinh, nghe các sư niệm Phật, người nghe sư thiếu cái tháp này nọ đó. Đó là chuyện mà mấy Phật tử người ta tin vào điều đó, đó là phong tục. Chứ nếu mà mình muốn để ở nhà cũng bình thường thôi. Dạ. Nếu mà muốn để ở nhà bình thường nó không có sao. Cảm ơn sư rất là nhiều đã chia sẻ cho con biết được cái tục của rất hay của bên Khmer mình nói riêng, cũng như là trong Phật giáo nói chung. Cảm ơn sư, chúc sư luôn có sức khỏe nha. Yeah.